khoe da một tí cho mình xem, da đẹp không ạ? À, da này là đang make up rất là nhẹ, gần như là không có làm một cái gì ở trên da cả. Và nói thật với nhà mình rằng là vì là diễn viên thế nên là ít khi mà Hương động chạm dao kéo lên trên da mặt lắm. Nói chung là cùng lắm thì cũng chỉ dám sửa xíu 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 để cho mình gọi là hơi duyên dáng lên một tí thôi, hoặc là xinh lên một tí thôi, nhưng vẫn phải giữ được cái nét tự nhiên, cái đường nét cơ bản ở trên khuôn mặt. Chứ nếu mà Hương thay đổi nhiều quá thì khán giả họ không nhận ra mình nữa. Và Hương lại rất là quan trọng cái việc là phải gìn giữ cái làn da của mình. Thì Hương đã chia sẻ rất là nhiều về cái bộ đôi mà một cái combo mà chăm sóc da, da phải trắng, phải bóng, phải mịn màng. Và muốn cải lão hoàn đồng hay còn gọi là muốn trẻ lâu á, thì cái da nó phải không có nếp nhăn. Thì hôm nay nha, Hương đã test rất là kỹ rồi. Và ngày hôm nay nếu như mà chị em không xem clip này thì nói thật nó rất là phí. Trước khi đi vào cái bộ đôi này thì Hương phải chia sẻ tới nhà mình luôn, để làm sao giúp cho nhà mình không những có được sản phẩm tốt chăm sóc cho da mà phải mua được cái hàng chính hãng. Thì mua hàng chính hãng là gì? Đây, Hương có rất là nhiều cái hộp của Skin AC ở đây. Tại vì ở nhà Hương nhiều sản phẩm của Skin AC lắm. Ngoài những cái combo mà chăm sóc cho body thì đợt tới này, đây là chuẩn bị, là Hương chuẩn bị chia sẻ về cái này. Thì đây nó chính là cái hộp kem ủ trắng than hoạt tính, và cái này là dành cho da mặt nhá. Đó, cái này là khi mà mình rửa mặt thật là sạch bằng sữa rửa mặt này, xong rồi mình sẽ ủ cái kem ủ trắng này để gần như là một cái liệu pháp mà làm trắng da. Thì ngay sau đây Hương sẽ test luôn để cho nhà mình xem nha. Rồi, cái tip nó như thế này đây. Dùng rất là dôi, một tuần dùng một lần hoặc là hai lần thì không bao giờ hết được tip này. Cái tip này giá bán hiện tại bây giờ niêm yết hàng chính hãng công ty là 390.000. Đó, Hương lấy một lượng vừa đủ ra. Hương sẽ làm một nửa cái vùng mặt này, Hương làm mặt bên này nhá. Mặt bên này Hương để lại để một lát để cho mình so sánh xem nó có khác nhiều không nhá. Đây, để mình nhìn nha. Lấy một lượng vừa đủ ra này, massage. Massage lấy thật là sạch cái vùng da chết này. Đó, những cái mỹ phẩm này nó dính ở trên da này, chì này, rồi là độc tố này, và đặc biệt là mụn này, mụn cám này, rồi tàn nhang này, rồi lỗ chân lông bị to này ở trên da, sẽ hút hết được tất cả những cái độc tố đó đi. Da mà nó bị bóng dầu, bị bã nhờn, nó đổ dầu ra suốt ngày phải lấy giấy thấm dầu, thì mình sử dụng cái này nó sẽ giảm thiểu được cái việc là bị tiết mồ hôi dầu ra. Mồ hôi dầu ra nó rất là mất thẩm mỹ mà lại còn tạo được cái mùi hôi nữa. Nhưng mà dùng cái này không có bị như vậy, nhà mình yên tâm. Mùi thơm rất là dễ chịu, cung cấp rất là nhiều khoáng chất, vitamin B3, vitamin E cho vùng da của chúng ta. Đặc biệt là với cái thành phần là than hoạt tính như thế này, thì cái da nó được cấp ẩm này, nó được cân bằng collagen này, được cân bằng độ pH này, và nó làm cho cái da của chúng ta mềm mịn, khô thoáng, cũng như là nó hút hết được tất cả những cái độc tố, những cái chì, và đặc biệt là những da bị mụn. Da bị mụn một tuần chúng ta ủ trắng bằng than hoạt tính này thì không những là hết mụn mà lại còn trắng sáng tự nhiên, không bao giờ bị khô da. Ở đây Hương đang massage rất là nhẹ cho vùng da, đặc biệt phía dưới mắt làm nhẹ thôi để cho da nó đỡ bị teo nhão xệ, bởi vì chúng ta massage quá mạnh. Đi spa nhà mình nhớ nhá, nhắc nhở mọi người nhá, đừng có massage mạnh vào vùng mặt. Vùng mặt nó rất là nhạy cảm, làm mạnh là nó sẽ dễ bị tổn thương cho da của chúng mình. Hương để lại cái má bên phải, Hương không làm, Hương chỉ làm má bên trái để một lát nữa nhà mình so sánh nhá. Nói chung ý, là cái mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm vô cùng luôn. Đó, mà tất cả những cái chức năng, những cái thành phần, những công dụng này người ta ghi rất là rõ ở đây rồi. Thế nếu như mà Hương mà không có cơ hội để Hương chia sẻ với nhà mình cứ mua này, xong ở ngoài cái hộp thì người ta ghi rất là rõ nhá. Trong lúc chờ đợi Hương đọc nhà mình nghe này, công dụng này, đó, giúp thanh lọc sâu này, lấy đi bụi bẩn này, đó, rồi những cái da mà bị viêm lỗ chân lông thì nó cũng sạch luôn này, cho da mình căng bóng khỏe này, đó, và tẩy tế bào da chết cho mình này. Lấy một lượng vừa đủ thôi, không cần nhiều quá nhá. Đó, và sau khi khoảng độ tầm 20-25 phút thì nhà mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Đó, giá niêm yết là 390.000, nhà mình nhớ nhá, 390.000. Đây nha, Hương so sánh rất nhẹ thôi, một bước rất nhẹ cơ bản cho mọi người xem. Bên này là Hương vừa với sử dụng cái kem ủ trắng này, kem ủ trắng than hoạt tính của Skin AC. Bên má bên trái này là chưa có này, Hương cho mọi người xem này, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây, cái bên này là nó vẫn đang hơi nâu, tại vì chưa có được thải độc tố cho da, bên này nó trắng sáng mịn màng tự nhiên hơn. Nhà mình nhìn thấy không ạ? Đây, chỉ cần một bước bằng cái ủ trắng than hoạt tính của Skin AC thôi, da căng bóng mịn màng ngay, không bao giờ có nếp nhăn. Đó, chắc chắn khẳng định luôn là trắng sáng mịn màng, kể cả với những cái da mà nó ngâm lâu nhất, càng da ngâm càng da gọi là đen càng thích, bởi vì nó sẽ bật tông lên rất là nhanh. Trời ơi, các bạn dùng một lần thôi, các bạn sẽ biến thành gọi là thanh hương phẩy phẩy, thậm chí nó còn trắng hơn cả thanh hương bây giờ luôn. Sau cái bước da mặt thải độc và gọi là một bước than hoạt tính, thì Hương sẽ đi vào cái việc là Hương sử dụng luôn cái tuýp này.
dưỡng trắng chống nắng của Skinai C. Thì cái tuýp này Hương thay thế một cái dạng kem lót, kem nền trước khi mà Hương trang điểm. Đó, đây Hương sẽ lấy ra nha. Đây, nắp bạc đây, rất là thích. Rút ra này, mọi người nhìn thấy không? Một chút xíu thôi. Massage rất nhẹ cho Hương thôi nhá. Mọi người thấy không? Nó sẽ ăn vào da rất là nhanh. Nó thẩm thấu rất là nhanh. Và cái này thì Hương sử dụng thay thế cái kem dưỡng hàng ngày. Hoặc là hôm nào mà không trang điểm, không đi diễn thì Hương bôi một cái lớp kem này để dưỡng da, chống nắng, sau đó là đánh son là đi ra ngoài đường thôi. Đây thì mình có thể so sánh đây. Bên này có này, bên này không này. Bên này đen, bỏ qua, không chấp. Đây, nhìn sang bên này đi. Rõ ràng chưa ạ? Rồi, đây. Đây chính là cái tuýp kem này. Và công dụng của nó là dưỡng trắng này. Dưỡng trắng cả ngày này. Đó, và dùng đến từ sáng đến tối cũng không bị bóng da, không bị bóng dầu. Và nó ăn vào da rất là nhanh, nó thẩm thấu rất là tốt. Nó không bị bết dính, nó không bị khô, nó cấp ẩm cho da, nó cân bằng độ pH cho da. Và quan trọng nữa là nó chống nắng rất là cao, chỉ số chống nắng là 50 SPF+. Nên khi chúng ta dùng á, thì cái da mặt của chúng ta khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó không bị bắt nắng. Đó, và nó bổ sung rất là nhiều các collagen này, các loại vitamin này, các loại dưỡng chất này. Và cân bằng cái độ pH cho da. Bôi cái này hoặc là dùng cái kem ngủ trắng hai bước combo như vậy, trời ơi, da trắng bóc hơn cả da của bạn Ngọc Trinh luôn. Nói thật luôn đấy. Hương cũng chơi với em Ngọc Trinh nên là Hương biết là em Ngọc Trinh rất là trắng. Thì nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên cái Skinai C này thì còn trắng hơn cả Thanh Hương, trắng hơn cả Ngọc Trinh luôn. Cả hai cái sản phẩm này đều là thương hiệu Skinai C và là hàng chính hãng. Thì giá của cái ủ trắng than hoạt tính dành cho da mặt này là 390.000, giá niêm yết nha. Không mua được cái giá thấp hơn. Nếu mua được giá thấp hơn thì đấy là hàng giả rồi. Còn cái tuýp này có giá là 360.000. Thì combo này bán với giá là 750.000. 750.000 được hai sản phẩm chăm sóc da mặt toàn diện từ A đến Z thì quá là rẻ đúng không ạ? Khi mọi người mua combo hai sản phẩm này, đại khái là giá tiền sản phẩm mọi người mua của Skinai C hơn 500.000, thì nhà mình sẽ được tặng thêm một son. Son này có tên gọi là Fimiu. Trời ơi thơm quá, có hơi có mùi cà phê sô-cô-la. Khi mua cái bộ combo chăm sóc cho da body thì chúng ta sẽ được giảm giá 30% khi mà chúng ta mua cái combo chăm sóc cho da mặt, chính là hai sản phẩm này. Không có mất tiền phí ship, tặng thêm cái voucher có giá là 500.000 để chúng ta mua những cái sản phẩm đợt sau. Tất cả những cái ưu đãi đó thì nó chỉ là 40% thôi, 60% còn lại là cái gì? Chính là chất lượng của sản phẩm. Và ngày hôm nay thì chia sẻ cái clip này của Hương còn háo hức tới mức độ là Hương muốn nhập về để Hương bán cơ. Thì mọi người phải mua nhanh lên, bởi vì là ưu đãi ở bên Skinai C thì có hạn thôi. Ưu đãi nó lớn như thế này thì Hương chắc chắn rằng là chỉ trong một thời gian rất ngắn vài ngày thôi là cái hàng để bán ra nó sẽ hết. Thì sẽ mọi người sẽ không có nhiều những cái hàng ưu đãi đâu. Nhớ nhà mua nhanh khẩn trương lên. Đây mình nhìn đi, trời ơi, da đẹp mỹ miều chưa? Tên đẹp.